Ok thì trong video này mình sẽ nói nhanh về cái tạo vật liệu cho tường nha Cái tường của mình tạo tường sân trắng á Thì ở đây đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình là một tab architecture này Sau đó chọn wall này Wall architecture nha Thì cái tường này là tường kiến trúc nha các bạn Sau đó các bạn chọn edit type này Ở đây á, là các bạn sẽ tạo một cái tường mới Ở đây là mình tạo tường kiến trúc rồi Thì muốn tạo một cái tường mới thì bạn chọn một duplicate này Sau đó các bạn đặt tên cho nó rồi là xong nha Thì đây mình tạo một tường kiến trúc 200mm này Dài 200 á sau đó các bạn muốn thay đổi vật liệu cho nó bằng cách là các bạn sẽ vào một structure là chọn edit này ở đây á thích nét này là cái độ dày của tường là các bạn biết rồi đúng không còn phần material là phần vật liệu là bây giờ các bạn chọn vào đây thì làm sao để có cái sơn trắng này thì các bạn chọn một cái cục màu đen đen ở đây này đó sau đó các bạn chọn create new material nha thì sau đó cái cục này nó hiện lên thì các bạn chỉ cần chụp phải rồi đổi tên nó rename uh, thanh sơn trắng 2 đi ví dụ vậy đi đó rồi sau đó là các bạn xem Setup này, Mình setup cái đây để mình lưu lại sau đây mình làm luôn Đây cái phần sẵn trắng của mình setup là Các bạn setup ở bên uh, mục Appearance nha Cái mục này là sau khi mà các bạn chọn cái chế độ mà uh, Coi chất lượng cao nhất á, thì nó sẽ ở bên cột này Appearance Thì đây uh, setup như thế nào Đầu tiên uh, muốn bật lên bảo vật liệu thì bạn chọn vào nút này Nút này là Replay this asset nè Chọn vào đây Sau đó là chọn đến application uh, library Xổ xuống và chọn cho mình là cái mục one band nha one band thì mình chọn ở đây là mình chọn cái sơn màu trắng này này white này đó thì sau khi chọn cái này các bạn nhấn cái nút này này nút replay the current asset này thì nó sẽ tự động nó nhảy ra ngoài này nha đó thì sau khi nhảy ra ngoài này các bạn chỉnh thêm thông số cho mình đó là cái chỗ finish này là platinum nha và cái application này là roller là cái cục cái con lăn để mà mình lăn sơn á còn platinum này là nó bóng lón lên chút nha rồi nhấn ok là xong rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha.